Ôi chết mày alo. Dạ, đúng anh. Dạ. Anh bên công ty nào anh không? Hai chục in 10 ao đúng không? Dạ, chị rồi. Dạ, ok. Rồi, anh đợi tí bây giờ em anh có Zalo hay mail gì không? Có gì em gửi thông tin qua cho. À dạ, ok. Dạ, ok. Rồi. Alo, nghe không? Ừ, anh hỏi cái anh viết cái chỗ đơn vị tính cái số lượng nó bị lộn lộn chỗ nhau á, thì cái đó phải hủy hóa đơn hả? Cái chỗ đơn vị tính á, đơn vị tính cái chỗ số lượng á, anh ghi lộn chỗ của nhau á. Alo. Nghe không? Hủy số là mới hả? Các hủy hủy nhiều có sao ta? Cái này chắc hủy chắc phải hai tờ rồi. À rồi, ok, phải kiểm nhé.